chào quý khán giả của đài Việt TV cũng như bạn bè trên Facebook và cũng như thường lệ vào thứ sáu hàng tuần vào lúc 6 giờ giờ California tức là 8 giờ sáng thứ bảy giờ Việt Nam chúng tôi vẫn luôn duy trì cái live show di trú thăng tiến thế hệ nhiều quý vị cũng biết đây là một cái chương trình À, được phối hợp với à, anh Lê Minh Hải đến từ văn phòng Robert Mueller International. Mời anh chào quý khán giả lên. Cảm ơn anh Thomas Nguyễn và chúng ta là Lê Minh Hải. Xin chào đón toàn thể quý vị và các bạn ở trên Facebook đang theo dõi chương trình Thăng tiến thế hệ. Một ngày thứ sáu rất là ấm cúng tại California. Xin chào các bạn toàn quốc ở trên Hoa Kỳ và các bạn ở Việt Nam. Mỗi một buổi sáng thứ bảy thật là đầm ấm. Mùa hè đã đến rồi, thưa anh Thomas Nguyễn và quý vị. Mà mùa hè thì chúng ta có rất nhiều những cái hoạt động ở bên ngoài và cái hoạt động nào cũng vui tươi. À, tuy nhiên cũng không quên là chúng ta giúp cho thân nhân của mình à, bằng những cái thông tin thật là cập nhật những cái thông tin về lĩnh vực di trú à, thật là chính xác để cho bà con của chúng ta tiến hành những cái hồ sơ bảo lãnh có dịp để đến Hoa Kỳ để tham quan, để du lịch, để du học để đầu tư thường trú để có một cái thẻ xanh và từ đó trở thành công dân Hoa Kỳ rồi mới có được một cái cộng đồng Việt Nam thật là giàu mạnh tại nước Mỹ. À, cảm ơn Lê Minh Hải. Thì à, anh Lê Minh Hải vừa giới thiệu như chúng ta cũng biết đã bắt đầu bước vào hè thì à, điều vui vẻ nhất là gì không quý vị? Đó là tất cả những phụ huynh của chúng ta không còn đưa đón học sinh nữa cũng <laughs> là một có một cái thời gian để mà relax một xíu nghe quý vị à, thì như quý vị cũng biết chương trình của chúng tôi là chương trình trực tuyến trên channel 20.3 quý vị nào đang trên đài truyền hình thì có thể gọi thẳng vào chúng tôi đặt những câu hỏi qua số điện thoại 408 459 3000 à, còn như quý vị và hôm nay đặc biệt chúng tôi sẽ trả lời cho những câu hỏi của quý vị đã gửi vào cái comment Facebook của Thomas cũng như những câu gọi gửi tới cái email thì à, cũng trong những câu hỏi nó cũng có những cái liên quan đến chủ đề hôm nay cái điều mà đầu tiên là quý vị có một vị đang hỏi trường hợp là à, những trường hợp như chúng tôi nói về trước trong cái đa ca hay là đa pha đang ở trong diện trục xuất mà nếu không có luật sư không có tiền để thuê thì à, như thế nào thì câu hỏi này hôm nay cũng nằm trong cái chủ đề của anh Lê Minh Hải mời anh cho biết về vấn đề San Francisco có tin tức gì mới đây vâng đó là một cái thông tin mà bà con của chúng ta rất là vui khi biết được rằng thành phố San Francisco là một trong những thành phố lớn của tiểu bang California đã có một cái xác lệnh là cho phép những người luật sư của thành phố đứng ra để mà giúp đỡ cho những người di dân bất hợp pháp để có thể biện hộ cho trường hợp của mình nếu như là trường hợp của mình đã bị vi phạm cái thời gian ở lại cũng như là vi phạm những cái tội trạng khác mà khiến cho cái hồ sơ của mình bị trục xuất thưa anh thomas thì uh, thành phố san francisco sẽ cung cấp những cái người luật sư thí tức là không tính tiền để bào chữa cho uh, những cái nhu cầu về di trú của quý vị đó là một uh, trong những cái điều mà chúng tôi thấy rằng uh, là uh, ở tiểu bang california là tiểu bang đi tiên phong để mà giúp cho những người di cư những người di dân đang có mặt ở Hoa Kỳ này những người di dân đến đây không có giấy tờ hay là những người di dân đến đây quá hạn và không có một cái sự ở lại lưu lại hợp lệ thì thành phố San thành phố San Francisco đã đi tiên phong để mà cung cấp những vị luật sư để mà bào chữa cho quý vị quý vị có thể hỏi rằng là như vậy thì làm sao chúng tôi có thể liên lạc được với những cái người luật sư công đó thì một cách rất là rõ và rất là nhanh chóng quý vị lên Google quý vị tìm cái 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 thành phố San Francisco và cái chữ là public defender office. Public defender office là cái 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 văn phòng luật sư của thành phố mà họ chuyên giúp cho quần chúng để mình liên lạc với họ mình mình trao đổi với họ và mình cho họ biết rằng cái trường hợp của mình là đang cần tới một vị luật sư để mà biện hộ thì những vị luật sư đó sẽ tình nguyện để biện hộ cho quý vị thì đó là một tin rất là vui và trước khi đi sâu so vào cái điều này hơn thì xin anh cho biết những cư dân nào thì sẽ được trong cái hội luật sư đó giúp đỡ anh nếu như họ ở ngoài cái thành phố San Francisco thì có được hay không vâng một cái cái câu hỏi rất là hay À, và cái câu trả lời là thưa anh ở ngoài san francisco cũng được bởi vì sao cái luật của di trú là luật liên bang à, luật liên bang là nó bao gồm cả 50 tiểu bang à, cho nên cái khi mà chúng ta nhờ một vị luật sư của một thành phố nào đó để mà đại diện cho người thân chủ để làm việc với tòa án di trú của mỹ tòa án di trú của mỹ là tòa án liên bang thì đều có một cái giá trị giống nhau vì vậy thang, 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 luật sư của thành phố San Francisco có thể đại diện cho quý vị ở thành phố San Jose không có vấn đề gì trở à, vậy là rất là vui phải không quý vị? À, có nghĩa là rất là quan trọng cũng như là rất là mà vui cho tất cả những người di dân đang ở trên nước Mỹ. Quý vị đang ở bất cứ nơi nào có thể liên lạc với văn phòng luật sư của tại thành phố San Francisco. Họ là cũng như là những luật sư chuyên nghiệp chứ không phải là những người mà thực tập để mà làm. À, họ có thể giúp cho quý vị có một điều có một điều mà bà con của chúng ta cũng nên biết rằng là ví dụ như bà con của chúng ta ở bên texas mà không có luật sư không biết luật sư công ở bên texas như thế nào thì cứ liên lạc với thành phố san francisco rồi từ đó hỏi những vị luật sư công tại san francisco để cho biết là ở bên texas ở bên houston ở bên dallas chẳng hạn là có một cái văn phòng luật sư nào mà có thể làm thiện nguyện cho bà con ở Texas không? Thì chắc chắn là những vị luật sư ở bên San Francisco sẽ giới thiệu một cách rất là tận tình. À Thì như quý vị cũng biết, quý vị đang ở trong những cái tình trạng như vậy, thì quý vị cứ liên lạc thẳng với những gì anh Lê Minh Hải cho biết. Chúng ta liên lạc thẳng với cái văn phòng, những cái văn phòng mà đang làm thiện nguyện tại San Francisco. Họ sẽ cố gắng giới thiệu cho quý vị ở những văn phòng địa phương, nếu mà có. À, ngoài ra quý vị có những thắc mắc gì hoặc có thể là à, chưa có hiểu hết được, xin liên lạc với văn phòng của anh Lê Minh Hải cũng như có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi sẽ cung cấp những cái thông tin sau cái giờ live show cho quý vị. Ngoài cái số điện thoại mà đang chạy trên màn hình, à, quý vị có thể gọi vào văn phòng chúng tôi trong giờ làm việc đó là 408 294 3888. Như quý vị biết rằng là trong cái những cái chương trình thời sự bây giờ cái vấn đề trục xuất là một trong những vấn đề đã xảy ra rất là uh, rất là nổi bật và bà con của chúng ta rất là lo ngại. Vì như những cái hàng tin lớn uh, trong cái uh, uh, vấn đề uh, thông tin của đại chúng của Hoa Kỳ đó thì họ nói rằng là đối với um, cái uh, chính phủ của ông tổng thống Donald Trump là ông muốn trục xuất hết cả 11.000, 11 triệu người di uh, dân đến Hoa Kỳ không có giấy tờ hoặc là có giấy tờ mà ở lại uh, bất hợp pháp, có hay không có những cái tội phạm vẫn bị trục xuất, làm cho bà con của chúng ta hết sức là lo ngại và nhất là những cái tin uh, thật là lớn uh, đã thể hiện ở trên các mặt báo lớn của nước Mỹ. Ví dụ như có một cái tin rằng là ba vị sĩ quan di trú vào ăn À, một ở một cái quán ăn à, ăn xong rồi thì ra đằng sau bếp và bắt ba người nấu cho quý vị đó ăn là bởi vì họ tin nghi rằng ba người nấu đó là người Latin không có giấy tờ đem về bóp rồi coi giấy tờ sau thì đó là một trong những cái uh, sự tùy tiện của nhân viên công lực của các sĩ quan di trú mà họ được phép để làm việc đó cho nên tất cả quý vị phải hết sức là cảnh giác và phải có trong mình bao giờ cũng phải có cho mình một cái số điện thoại của một luật sư công hay là một luật sư tư để có thể biện hộ cho mình để có thể giúp đỡ cho mình khi mà mình gặp những cái trường hợp là liên liếu tới vấn đề pháp lý à, rất cảm ơn Lê Minh Hải nhắc nhở cộng đồng của chúng ta và cũng đó cũng là một trong những cái điều mà hiện giờ dư luận cũng như cộng đồng đang rất là quan tâm bởi vì với cái chính sách của chính phủ Donald là Trum vừa mới ra rất là nhiều sắc lệnh rất là liên quan đến vấn đề di trú, à, thì chính vì vậy, à, quý vị nào đang ở trong những tình trạng mình chưa có giấy tờ ở Pháp thì nên luôn luôn phải mang theo mình những cái giấy tờ gì mà có thể can thiệp được đó là một trong những cái điều để mình có thể trình bày cho tất cả những quan chức về di trú mà họ tới được họ tới kiểm soát cho mình. Và ngoài ra, quý vị cũng không bao giờ chấp nhận bất cứ một cái tội phạm gì và phải trước khi quý vị liên lạc với văn phòng luật sư hoặc là liên lạc với những người thân của quý vị để tìm những cái lời À, biện hộ cho chính xác đó là một trong những vấn đề mà chúng tôi mong muốn rằng à, quý vị nên lưu tâm đến à, mỗi khi đi làm cũng như đi ra ngoài à, bất cứ nơi đâu à, bởi vì không có biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra cho chúng ta và để tiếp tục à, dành một cái thời gian ưu tiên cho quý vị thì à, trong lần trước có một anh là tên là um, tài trần anh có hỏi hiện giờ anh đang ở trong cái diện được bảo lãnh cha mẹ bảo lãnh con độc thân và hồ sơ đã nộp 2011. Như vậy thì khi nào sẽ được xét duyệt xin Thanh Hải cho biết ạ. Vâng. Nếu là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hay là cha mẹ là thường trú nhân thì có quyền bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Và con độc thân trên 21 tuổi là diện F1 hay là diện F2B thì hiện nay đang xét khoảng gần cuối năm của năm 2010 và như vậy đó sẽ sắp sửa tới cái trường hợp của anh ấy là năm 2011, cho nên bây giờ phải cần theo đuổi những cái thủ tục với cơ quan chiếu khán quốc gia để biết được thứ nhất là cái số hồ sơ NVC số mấy và thứ hai là cập nhật những cái thông tin về vấn đề địa chỉ, về vấn đề email và về vấn đề người đại diện để cho khi mà hồ sơ được tới cái phiên của mình rồi thì anh Tài sẽ có cái cơ hội để bổ túc với uh, chương trình uh, cơ quan chiếu khoán quốc gia NVC uh, ngay lập tức để hồ sơ sớm hoàn tất khi hồ sơ sớm hoàn tất rồi thì có được uh, cái uh, cái cái quyền lợi là sẽ được lên danh sách phỏng vấn và lãnh sự Hoa Kỳ sẽ tiến hành cái việc phỏng vấn đó ở Việt Nam để cấp phát một chiếu kháng anh Tài đi Mỹ nhận được cái thẻ xanh trong vòng một thời gian ngắn sau đó. À, và tiếp theo đây là một câu hỏi của cô à, Thúy Đinh Đỗ à, Cô vừa mới gửi đến cho chúng tôi à, Giấy tờ đã à, bảo lãnh nộp cho cha mẹ từ tháng 8 năm ngoái Đến cuối tháng 3 năm nay đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 3 Trong thư nhận được nói rằng sẽ còn 2 tháng nữa sẽ được nhận thư trả lời Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thư gì à, Có phải em nộp hồ sơ không đầy đủ hay thất lạc hay không? À, xin anh Hải cho một lời à, giải thích nếu là cơ quan chiếu khắc quốc gia NBC Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận được hồ sơ này từ tháng 3 năm 2017 thì họ đã phải cấp phát những cái số hồ sơ bắt đầu bằng cái chữ HCM 2017 và tiếp tục là bảy con số sau. Thì như vậy đó là mình có được cái số đó mình sẽ vào trong trang mạng của NBC để xem uh, là ở cái cái hồ sơ đó đã được cấp cái số số biên lai like chưa. Số biên lai là cái số invoice để cho bạn à, nộp tiền trả cho cơ quan chứng khoán quốc gia. Sau đó họ mới cho phép mình làm những cái thủ tục về DS-260, à, thủ tục về bảo lãnh tài tránh, thủ tục nộp bộ túc các giấy tờ hồ tịch và lý lịch tư pháp cá nhân. Khi hoàn tất những cái thủ tục rồi thì hồ sơ mới được à, đầy đủ để lên danh sách phỏng vấn. Còn nếu như hồ sơ vẫn chưa có động tỉnh, từ tháng 3 cho tới bây giờ tức là cũng 3 tháng rồi, 3 tháng rồi. thì vị này nên liên lạc với cơ quan chiếu khai quốc gia ở số điện thoại và địa chỉ mà hiện nay thì tôi không có vì vậy có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi hoặc là trên trang mạng của anh thomas để chúng tôi cung cấp cái địa chỉ và cái số phone của cơ quan chiếu khai quốc gia để cho bạn liên lạc với họ để thúc đẩy cái việc duyệt xét hồ sơ của cha mẹ một cách được nhanh chóng vì như bạn và các bạn biết rằng Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ là hồ sơ ưu tiên số 1, cho nên mình không cần phải chờ đợi bất kỳ một thời gian nào khi mà cơ quan chiếu khám quốc gia tiếp nhận hồ sơ của sở di trú gửi đến là họ bắt buộc phải làm tiếp những cái thủ tục kế tiếp cho chúng ta có kết quả. À, rất cảm ơn Lê Minh Hải và cũng rất cảm ơn cô Thúy Đinh Đỗ đặt một câu hỏi rất là hay. À, thì như quý vị cũng biết, à, diện bảo lãnh cha mẹ rất là ưu tiên. À, thì thông thường quý vị nhận được một cái lá thơ, À, thì quý vị phải đọc cho kỹ trong đó họ cần cái gì cái gì và họ sẽ tiếp đến là cái gì thì à, nếu như trong quá 90 ngày mà quý vị không nhận tiếp được những cái gì đó mà theo như thư của bên sở di trú gửi thì quý vị nên chủ động gọi thẳng lên sở di trú và đọc cái số hồ sơ của quý vị để họ có thể à, cho một câu trả lời đôi khi nó cũng bị thất lạc thư tư hoặc là bị một cái gì đó à, nó trục chặt thì tốt nhất quý vị nên chủ động liên lạc À, nếu ngoài giờ thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng Robert Milling International, à, họ à, anh Lê Minh Hải cũng như nhân viên sẽ có những cái giúp đỡ cho quý vị. Sẽ hướng dẫn quý vị một cách rất là chu đáo. À, sợ, à, khi mà sở di trú họ đã là chấp thuận hồ sơ gửi lên bộ ngoại giao NVC rồi, thì quý vị không cần phải liên lạc với sở di trú mà chỉ cần liên lạc với NVC mà thôi. Và một lần nữa rất cảm ơn quý bạn bè cũng như quý khán giả luôn luôn chào đón cái chương trình live show Di trú Thăng Tiến Thế Hệ. Thì hôm nay chúng tôi ưu tiên dành trả lời cho tất cả những quý vị đã đặt những câu hỏi cũng như gửi tới email. Thì như quý vị sau cái chương trình này thì quý vị nên gửi sớm để cho chúng tôi có những sự chuẩn bị hơn. Bởi vì chương trình này chỉ có làm một cái phát thành ra không có giờ giải lao, không có thể lấy những câu hỏi mà quý vị có thể gửi ngay lúc bây giờ chỉ ngoài trừ những quý vị nào đang coi trên đài truyền hình trên channel 20.3 thì quý vị có thể gọi thẳng điện thoại vào để đặt những câu hỏi qua số điện thoại 408 459 3000. 20.3 là cái channel hiện nay nhưng mà hãy nhận được một cái thông tin của ban giám đốc nói rằng là vào tháng 7 tới đây thì sẽ chuyển qua 30. à 5 57. .2 38.3, 38.3. 38.3 quý vị. Thì à đài truyền hình trên cái channel 20.3 sẽ đổi qua kể từ ngày 1 tháng 7. À chúng tôi có thể sẽ thông báo trên đài truyền hình à, cập nhật cho 38.3 là cái channel mới sau ngày 1 tháng 7 này. À, quý vị mở lên dùng vì chương trình nguyên cái đài sẽ được chuyển tới 38.3. À Đó. như như quý vị cũng biết anh Lê Vinh Hải vừa cho chúng ta biết hiện tại là bên bên À, chính phủ của Donald Trump đang muốn tăng lên một cái nguồn kinh phí cho về à, à, cơ quan di trú cũng như à, những cái cơ quan liên quan về vấn đề nhập cư để truy lùng sắc khắt khe tất cả những thành phần mà tội phạm cũng như bất hợp pháp về vấn đề di trú à, đó cũng là một trong những vấn đề mạnh tay của à, của chính phủ Mỹ hiện tại thì à, hiện tại thì đã đã đưa lên một cái danh sách là 47.000 ngàn hơn phải không anh dạ vâng có rất nhiều cái danh sách uh, hiện nay đang uh, được uh, cơ quan di trú họ thi hành uh, những cái danh sách mà họ đang gọi tập trung những người uh, đã có lệnh trục sức thì uh, đó là những trường hợp mà uh, đã rất là đã rất là khẩn cấp rồi yeah. uh, cho nên quý vị mặc dầu có thân nhân mà đến Hoa Kỳ trước hay là sau cái mốc thời gian là năm 95, thì bây giờ cũng phải cần có những uh, cái sự lo lắng về uh, lập, để xin những cái thủ tục để lấy tên ra khỏi uh, cái danh sách trục xuất. Thì uh, uh, vì cái công việc làm này là một công việc làm hết sức là tốn cái thời gian, cho nên luật sư của quý vị uh, sẽ phải cần nhiều thời gian để mà uh, tiến hành và xin cho cái hồ sơ của quý vị được mở lại. Vì vậy cái việc trục xuất là một cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị ngay từ bây giờ không có lúc nào là sớm hết để mà có thể xin mở lại hồ sơ, xin xét lại và xin giảm thiểu cái tội trạng của mình trong quá khứ thì mới có cái cơ may là sẽ được tòa án di trú họ xét lại. Chứ nếu mà quý vị được tập trung và được đưa lên máy bay rồi đi về lại à, quê quán rồi, thì cái việc mà tranh đấu của quý vị nó sẽ trở thành vô ích và nó sẽ không có một cái kết quả nào cả. Mặc dầu là quý vị khi đó có tiền thuê luật sư giỏi đi nữa, thì chắc là sẽ không có kết quả. Dạ, yeah, như uh, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở quý vị vào những cái live show lần trước, à, quý vị nào đang ở trong những cái tình trạng như vậy thì uh, cố gắng phải tìm mọi cách và uh, để can thiệp để mà clear cái uh, chương trình uh, những cái phạm tội cũng như uh, của quý vị để được được gạt uh, bỏ ra khỏi cái danh sách trục xuất trước khi uh, chính phủ Hoa Kỳ họ đưa quý vị lên máy bay hoặc là ra khỏi nước Mỹ thì đó cũng là một trong những vấn đề mà chúng tôi luôn nhắc nhở quý vị nên cố gắng uh, tìm hiểu và cố gắng uh, làm bất cứ mọi cách nào đó để mà can thiệp trong vấn đề của quý vị thì uh, như quý vị cũng biết uh, nếu quý vị không có cách nào khác thì cần đến sự giúp đỡ thì quý vị có thể gọi à, ngoài giờ cho văn phòng của Robert Mullin International. À, văn phòng đã có một sự hợp tác với một văn phòng luật sư rất là chuyên nghiệp, chuyên can thiệp về di trú để họ có thể à, tiếp xúc của quý vị và tìm một cái phương hướng nào đó trước khi quý vị cảm thấy rằng đã quá trẻ. Văn phòng Robert Mullin 408 294 3888 và văn phòng luật sư để chuyên biện hộ với À, những cái trường hợp của quý vị trục xuất là 562 904 1193. À, chúng tôi với những cái đề tài hôm nay cũng như là những cái đề tài trong những tuần lễ tới à, sẽ nói về những cái chủ đề liên quan thứ nhất là tới vấn đề mà quý vị muốn đầu tư thì sẽ có những cái lợi ích gì và những cái sự rủi ro gì để quý vị nắm thêm những cái thông tin À, những cái chủ đề sau đó chúng tôi sẽ nói về những trường hợp đến Hoa Kỳ theo diện à, du khách và chuyển qua những cái diện à, tạm trú hay định cư mà bị từ chối thì quý vị đó những đương sự đó phải cần làm gì để hợp lệ trở lại và à, sau đó chúng tôi sẽ nói thêm à, một số trường hợp khác mà liên quan à, tới những cái à, à, cách thức để mà quý vị xin được một cái loại visa mặc dầu visa đó là visa tạm thời hay là dài hạn để đến Hoa Kỳ một cách được hợp lệ thì đó là những cái chủ đề sắp tới mà chúng tôi anh à em chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cái chi tiết vào những cái chương trình kế tiếp. Hy vọng rằng là quý vị luôn luôn hưởng ứng và ủng hộ. Đó là cái cách mà quý vị gửi những chia sẻ những cái thông tư những cái gì mà quý vị đang lo lắng nhất để chúng tôi chia sẻ cùng quý vị cũng như chia sẻ tất cả những cái thông tin quý báu này còn khoảng non non 10 ngày nữa thôi là nước Mỹ sẽ đón chào một ngày lễ của những người cha những người thân phụ chúng tôi xin thay mặt cho tất cả những người nam giới được kính chúc toàn thể quý vị những người cha những người thân phụ có được một cái dịp lễ cha thật là tưng bừng vui vẻ hạnh phúc với gia đình và người thân một mùa hè thật là đầm ấm ở bên Hoa Kỳ. Và đó cũng là một trong những điều mà chúng tôi mong muốn với một cái sự kinh nghiệm của văn phòng Robert Milling International đã có 30 năm à, trực tiếp với những cái kê những cái kháng những cái khách hàng rất là thực tế bởi vì tình hình Uh, di trú mỗi người một cảnh mỗi người một một cái hoàn cảnh rất là khác biệt thì rất mong quý vị luôn chào đón và lần nữa xin sẽ hẹn gặp lại tái ngộ vào thứ sáu tuần sau thứ hai kính chào tại Robert Mullins International chúng tôi không chỉ điền đơn để giúp cho hồ sơ của quý vị mà chúng tôi cam kết và bảo đảm chuẩn bị hồ sơ chu đáo trước khi khởi đầu theo dõi từng diễn biến sau khi nộp hồ sơ Bố túc cả các thủ tục khi có nhu cầu thiệp đúng mức theo thứ tự ưu tiên Kháng cáo đúng tiêu chuẩn và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả Robert Mullins International, hãy ủy thác cho chúng tôi